yêu em. Nó lại không gắn thẻ được vào Lila Roma. Hello, chào ông Hoàng Nam, Ngân Trang, Thảo Tôm. Cả nhà mình ăn cơm chưa ạ? 12 rưỡi rồi. Trời ơi, có bạn Tony Việt này. Bạn CM câu cũng không liên quan lắm. Ôi chào em đi, ông Hoàng Nam, sang đây chơi với chị không? Chị Liên với cả chị Hà Tú Anh đang ở đây này. Vương ơi, sao nó không lên aroma của chị mà cắn thẻ? Của chị á, cái của chị á? Ừ. Có chứ. Đây, chị đang mở thay cá nhân của chị. Có chị ạ. Lát nữa em sẽ xem lại nó có đấy. Ok. Ừ. Cùng với đăng check in cùng ấy. Dạ. Thảo đấy à, cưng ăn cơm chưa? Hello hello. Cho nhau khoảng 5 phút đầu tiên để chào nhau cái đấy nhá. Hôm nay thoải mái hơn rồi, thư thái hơn rồi. Sau một cái chuyến công tác dài ngày, thời gian đi quay từ sáng đến tối cũng rất là mệt mỏi vất vả. Sang bên kia là hơi ốm nhẹ nhẹ một chút xíu. Chị ơi cho nhỏ tí cho em. Chào Đức Thịnh, chào cưng. Cả nhà ăn cơm chưa? Cả nhà ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy ạ? Hôm nay thời tiết đẹp quá đúng không ạ? Em đi show rồi ở Nam. Sao chị đi show với Linh Cute? Ừ, chị Quỳnh bị hack Facebook rồi em. Con chào bố Bình. Con chào bố Bình ạ. Bố ăn cơm chưa? Lan Tây, em ơi chỉ phát vào thứ 2, thứ 3 tối thôi em. Thứ 4 không có phim em nhé. Chị ơi cho em số điện thoại con mi sói em tát cho vêu mồm. Cảm ơn em nhé. Long Nguyễn, thank you anh. Chào cả nhà. Một buổi trưa thời tiết rất là đẹp à, buổi sáng dậy thì không khí nó rất là thanh mát trong lành. Nhưng mà hơi se se lạnh một chút rồi. Hà Nội đã có không khí lạnh rồi. Sáng nay là phải mặc áo nó hơi ấm ấm một xíu. Vào trong nhà thì mặc như này thôi, ra đường là hơi lạnh đấy ạ à. Có ai muốn em tặng cho quần tất vào mùa đông không ạ? Có ai muốn tặng quần tất không ạ? Bây giờ em nghĩ là mọi người cũng đến lúc là phải đi sắm quần tất cho mình rồi. Thay vì đi sắm quần tất thì ngày hôm nay em sẽ tặng cho mọi người luôn. Tặng cho mọi người để mọi người trải nghiệm luôn. Hàng xịn nhá, vơ đét nhất Việt Nam trên thị trường Việt Nam bây giờ nhá. Xuất Nhật xịn, đó. Nhưng mà sản xuất ở Việt Nam luôn, nhà máy ở Việt Nam luôn. Có công ty phân phối độc quyền La Roma ở Việt Nam luôn nhá. Em vừa có ghi ở trên status ngày hôm nay rồi đấy ạ. Hôm nay mọi người vừa xem nói chuyện và được tặng tất luôn. Nhưng cũng phải có một chút gọi là điều kiện nho nhỏ. Có đọc từ khóa là La Roma là tên của công ty này. Và share thật là nhiều vào hội nhóm để ngày hôm nay em được tặng mọi người những đôi tất em đang cầm ở đây. Đó, tất quần nha. Chất lượng miễn bàn nha. Số 1 Việt Nam luôn nha mọi người nha. Đây nè. Nói là số 1 Việt Nam nhưng đây là quần tất xuất xịn của Nhật nha mọi người nha. Người Nhật người ta đang dùng đây nhá mọi người nhá. Và ngày hôm nay thì sẽ có mặt tại Việt Nam. La Roma, mọi người đã nghe thấy tên công ty này chưa ạ? Một công ty rất là nổi tiếng về áo này, giữ nhiệt này, rồi rất là nhiều cái khác nữa. Và quần tất cũng là một trong những cái sản phẩm rất là tốt của công ty này đấy ạ. Hello hello, xe nhiều hội nhóm đi được tặng quần tất nào. Không phải là ít đâu nhá mọi người nhá, 50-100 đô luôn. Mà thậm chí là có thể nhiều hơn nữa thì Hương cũng sẽ xin công ty để tặng các bạn. Mỗi người một đôi luôn làm kỷ niệm ạ. Toàn những màu rất là tự nhiên thôi. Ví dụ đây em đang đi một đôi như thế này mọi người xem. Phải đứng lâu lâu đây khoe mọi người này. Đó, đang đi một cái chiếc quần tất này nhìn này. Màu như màu da luôn. Móng tay chọc vào thoải mái luôn nhá. Buổi sáng nay dậy là đã thủ sẵn một chiếc quần tất để mặc đi rồi. Hương chỉ dùng của hãng này thôi ạ. Có rất nhiều hãng quần tất bây giờ nhưng Hương chỉ dùng của hãng này thôi. Mở ra cho người xem luôn nhá. Đây. Đây nha các tình yêu nha. Hôm nay sẽ tặng các tình yêu những đôi tất quần như thế này nha. Màu rất là tự nhiên ạ. Đây ạ. Một đôi em đang đi đây rồi ạ. Mọi người share thật là nhiều vào hội nhóm đi để em tặng mọi người nhá. Bây giờ cho mọi người thời gian để share nhá. Lát nữa em sẽ nói về quần tất sau ạ. Đây nha. Cực kỳ tốt luôn. Này móng tay thoải mái luôn nhá. Em sẽ
Có cái chuyến công tác Nhật vừa rồi thì em mới biết rằng là hàng của Nhật ấy đúng là nó cũng không hổ danh là những cái hàng mà gọi là để mà mọi người tin dùng. Tại vì sao mà mình cứ hay thích dùng đồ Hàn, đồ Nhật, và đặc biệt là quần tất thì cứ hay mua của Nhật này, mua của Đức này. Thì đây nhá, cái quần tất mà em đang dùng đây này. Đây là hàng xuất xịn của Nhật luôn nhá mọi người nhá. Người Nhật họ đang dùng cái quần tất này. Và đây là hàng của Việt Nam chất lượng cao. Nhưng mà tất cả mọi cái chất liệu ấy là 100% sợi là của Nhật luôn. Nhật đang dùng thì không có lý do gì người Việt Nam mình thì không thể dùng được. Đó. Công ty phân phối độc quyền là La Roma nhá mọi người nhá, La Roma Việt Nam. Em đã check in cái page ở trên cái livestream này rồi. Đây ạ. À. Mọi người nhìn thấy không? Trong suốt trong vắt luôn, nhìn qua cái đèn pha lê của nhà em đi ạ. À. Này kéo giãn thoải mái luôn này. Trời ơi, quần tất mà không biết chọn thì mua cả một lố 10-12 chiếc thì rồi đến lúc mà nó cũng rách ra, mà cứ rách một cái là mình phải bỏ đi rồi. Cái này mọi người mặc hết mùa cũng không sao luôn nhá. Mọi người nhìn này, này móng tay Hương này. Nhìn thấy chưa? Này. Em nói thật là chưa thấy một cái loại quần tất nào mà nó tốt và dai như cái quần tất này đâu ạ. Hương sang Nhật nhá, mà Hương thấy người Nhật họ rất là thích dùng cái quần tất của La Roma. Thì mình biết rằng là mà người Nhật họ khó tính như thế nào thì mọi người biết rồi ạ. Đó, thế mà họ đặt hàng quần tất của mình để xuất sang nước của họ. Họ dùng được thì chả có lý do gì mình không dùng được. Ok, Hà Tú Anh. Đây nhá, em ghim vào luôn đây để mọi người nhìn rõ này. Thật ra thế này nha, hôm nay không phải là quảng cáo gì đâu, không bán hàng gì đâu, mà chị Hà Tú Anh và chị Liên La Roma là hai chị gọi là chơi rất là thân với Hương. Thế nên là ngày hôm nay là gọi là vì là tình chị em nên là cũng phải ngồi đây là để gọi là review về sản phẩm cho chị, là để giúp chị thôi, chứ còn Hương không có quảng cáo gì ở đây hết. Và công các chị là tặng cho mấy cái đôi tất như thế này đấy nhá. Thế nên là ở đây là không có quảng cáo gì đâu. Thế nhưng mà sau khi mà nghe các chị nói chuyện rồi, một lát nữa thì hai chị cũng phải đi công tác, bây giờ cũng phải xuống nhà máy để xem là bên Nhật họ sang thì họ xem rồi họ kiểm tra rồi họp hành các thứ, rồi đợt tới là sẽ bung ra rất là nhiều những cái sản phẩm liên quan tới quần tất La Roma này. Thì cũng có ngồi nói chuyện với các chị thì các chị có nói rằng là không hiểu tại làm sao mà Việt Nam mình bây giờ thì cứ phải đi tìm ở đâu xa, rồi cứ đi đặt hàng ở bên nước ngoài, rồi bên Đức, rồi bên Nhật, rồi bên Hàn Quốc, trong khi mà hàng của mình sản xuất ra Nhật người ta còn phải mua của mình. Thế thì Hương mới nói rằng là tại sao chị không quảng cáo, tại sao chị không truyền thông rộng rãi để cho người biết đến cái sản phẩm của mình hơn. Thì các chị ấy có nói là chị tự tin ở sản phẩm của chị rồi, chị nghĩ là không cần phải quảng cáo nữa, nhưng mà Hương nghĩ đấy là nhầm. Đương nhiên là khi mặc rồi, dùng rồi thì mình biết là tốt, nhưng mà nếu mà họ chưa mặc, chưa dùng thì làm sao mà biết được là tốt, đúng không ạ? Thế nên ngày hôm nay Hương đã xin phép các chị là sẽ có rất là nhiều những cái quần tất như thế này để tặng mọi người. Không cần phải quảng cáo và bán hàng đâu ạ. Trước hết là để tặng mọi người, để mọi người trải nghiệm những cái đôi tất tốt như thế này đã. Và sau đó khi mà dùng rồi thì mọi người hãy cho cái sự trải nghiệm cũng như là nhận xét về nó nhé. Và bên công ty bây giờ cũng đang tuyển đại lý cũng như là cộng tác viên. Thì Hương có tác cái website cũng như là Facebook của hai chị. Chị Hà Tú Anh là đại diện cho bên nhà sản xuất ra quần tất La Roma. Còn chị Liên La Roma chính là bà chủ, chính là giám đốc công ty ạ. Thế thì mọi người muốn làm cộng tác viên hay đại lý thì có thể gặp trực tiếp hai chị, inbox cho hai chị, hoặc là vào thẳng website của công ty. Đó, Hương đã tag ở trên cái livestream này rồi nha. Nhưng mà thôi, mình không cần nói vội đến cái chuyện đó. Bây giờ mình nói về cái chuyện này trước đi đã ạ. Hương đang không hiểu tại làm sao mà người lại mất quá nhiều thời gian cũng như là tốn kém tiền bạc để mà đi đặt những cái đôi tất ở bên nước ngoài, trong khi hàng Việt Nam của mình tốt như thế này mà mọi người lại không biết đến. Có lẽ là bởi vì mọi người chưa nghe đến cái thương hiệu La Roma nhiều, đúng không ạ? La Roma không chỉ nổi tiếng về tất quần đâu ạ. Tất quần là một sản phẩm mới thôi. Một sản phẩm mới và đã xuất xịn ở bên Nhật rồi. Người Nhật đang dùng rất là nhiều rồi, đặt hàng nhiều rồi. Tuy nhiên thì họ còn có rất nhiều những sản phẩm khác rất là tốt nữa. Ví dụ như là áo giữ nhiệt này, rồi áo chống nắng này, mà vẫn làm cho cái cơ thể của mình nó mát, nó không bị nóng nắng bởi cái gọi là yếu tố bên ngoài này. Đấy, rất là nhiều sản phẩm tốt ạ. Thì ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người về quần tất của La Roma. Mọi người share thật là nhiều vào nhá. Em thấy lượng xem đang cao cao tăng lên rồi đấy ạ. Lên khoảng tầm hơn 1.000 nữa đi ạ. Xong mọi người cố gắng share thật là nhiều vào hội nhóm để em tặng cho người những cái chiếc quần tất như thế này nhá. Em xin phép em bóc luôn để mọi người xem các màu của nó này. Có 3 màu ạ. Màu đầu tiên là màu da, là màu tự nhiên đấy ạ. Màu thứ hai là màu nó hơi gọi là nâu nâu xuống một chút xíu, dành cho những cô nàng da nâu sô cô la, thích cái gì đấy nó hơi gọi là cá tính một tí. Rồi có màu đen nữa ạ. Đây màu đen đây ạ. Màu đen là màu dễ dùng đấy ạ, màu dễ dùng nhất đấy ạ, ai cũng có thể dùng được ạ.
mặc váy rồi đầm những các thứ thì mình có thể sử dụng màu đen. Đây đen đây, nhìn thấy chưa ạ? Đây để thế này thì rất là đen này, nhưng mà kéo dài ra nó rất là tự nhiên này, màu đều lắm chứ không phải chỗ trắng chỗ đen như những cái đôi tất mà các bạn hay mua đâu ạ. Thôi đừng có mua những cái hàng nó liên quan đến hàng tàu các thứ nhá mọi người nhá, bỏ qua đi. Bây giờ mình chuyển sang mình dùng hàng Việt Nam chất lượng cao. Hàng Việt Nam chất lượng cao là sản xuất tại nhà máy của ở Việt Nam, tuy nhiên thì đã xuất ở sang Nhật rồi, bên Nhật họ dùng rồi. Thì bây giờ đến người Việt Nam mình phải dùng luôn đi ạ. Đây nhá, em kéo giãn ra mọi người xem này, chất lượng khỏi bàn luôn. Em khẳng định cam đoan 100% là chưa có cái quần tất nào ở Việt Nam mà tốt như thế này đâu. Đây ạ, mọi người nhìn này. Nếu mà mọi người lên trang web ý, website của công ty La Roma thì sẽ thấy một cái clip mà các nhân viên cũng như là các chị ở trong công ty có thả một cái quả sầu riêng ấy, rất là nhiều gai vào trong cái quần tất này và cứ đung đưa như thế này, nhưng mà quần tất vẫn nguyên đai nguyên kiện, không vấn đề gì cả. Thì em thiết nghĩ rằng là một mùa mà mình mua được độ khoảng tầm 2-3 đôi tất như thế này thì chắc là mình mặc hết cả mùa cũng không bị làm sao. Mà Hương trước đó, Hương chưa biết đến La Roma thì Hương cũng có đặt hàng các bạn, kể cả là hàng của Nhật, của Hàn luôn. Khi mang về Việt Nam thì không biết có phải là các bạn ý hàng Nhật xịn không hay là như thế nào, nhưng mà mình cứ dùng nó hơi sức nhẹ phát là phải vứt cái đôi tất đấy đi luôn. Nghĩa là một mùa mình cứ mua đến khoảng 20-30 đôi cũng hết. Mua bao nhiêu hết bấy nhiêu, tại vì cái chất lượng của nó không đảm bảo. Bây giờ đã có cái hàng rất là tốt của Việt Nam rồi, mọi người yên tâm nhé. Đây ạ, giá rất là rẻ thôi ạ, giá rẻ bằng một nửa cái giá của hàng Nhật họ bán ở bên kia. Hàng Nhật một đôi như thế này hơn 200 mọi người ạ. Nhưng mà mua một đôi 200 như thế này dùng không biết đến bao giờ thì nó mới bị rách đi. Còn giá của công ty La Roma đưa ra thì cũng chỉ trên dưới 100.000 thôi. Hàng Việt Nam thế nên là phải có giá của Việt Nam nhé mọi người nhá. Đây ạ, nguyên liệu nhá, sợi của nó là 100% là của Nhật, không có cái gì của Việt Nam cả, chỉ có sản xuất tại nhà máy của Việt Nam thôi. Công nghệ dây chuyền là của Nhật hết nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn này, làm việc trực tiếp với các chuyên gia của người Nhật luôn. Hàng này bên Nhật họ đang dùng rồi ạ, hàng này bên Nhật đang dùng rồi ạ. Mọi người đã share chưa ạ? Có ai muốn em tặng những cái đôi tất đáng yêu như thế này không ạ? Có ai muốn em tặng không ạ? Đây màu đen đây nhá, màu da đây, màu da tự nhiên đây, màu da đây. Và còn một màu nữa đó là màu hơi nâu nâu tối xuống đây một chút xíu đây. Đây ạ, màu hơi nâu đây, màu này trắng hơn xíu này, màu này nâu hơn xíu này. Em kéo giãn ra mọi người nhìn này, nó mỏng dính như thế này luôn. Rồi ôi, cái chất sợi của nó mỏng thế nhưng mà vẫn giữ được cái độ ấm, giữ nhiệt được cho da của mình. Và cái cấu trúc của cái sợi này này, khi mà làm cái tất này ấy, nó là cấu trúc sợi gọi là sợi chéo chéo. Thế nên là khi mà mình đi ấy, nó giãn ra nó rất là đều, nó đều chứ nó không bị gọi là chỗ trắng chỗ đen mà chỗ loang chỗ dày chỗ chật đâu ạ. Và cái nữa là sẽ không bao giờ bị rách kiểu như là cứa sợi ra như cái đôi tất quần khác ạ. Mình đi thoải mái luôn này, móng tay Hương chọc vào luôn không vấn đề gì luôn. Tay rất là móng tay này. Đây ạ, đây nha. Nói thêm một chút nữa, có một cái đặc biệt nữa là như thế này. Cái quần này ấy, là sản xuất theo công nghệ các thứ của người Nhật, nên là họ đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Nhưng mọi người cũng đã biết là có những cái quần tất ấy, mình mặc ấy là nó cứ hay bị gọi là tụt cái phần đũng quần xuống đúng không ạ? Là tại vì là sao? Tại vì cái phần trên cái kết cấu cái quần ấy nó không ôm được hết vào cái phần hông của mình. Và cái phần dưới đũng quần này này, đấy họ làm một cái đường dọc chéo như thế này. Nghĩa chỉ đơn giản là đúng kéo một cái đường dọc chéo dài xuống đây. Nhưng mà cái quần này họ làm khác hẳn luôn ạ. Đây ạ, nó làm cái kết cấu cái hình của nó tam giác ạ, nó ôm rất là sát ạ. Đây phần trên đây ạ, dày dặn, rất là dày dặn, thích ạ. Nhìn có vẻ rất dày nhưng mà kéo ra cực kỳ mỏng luôn, kéo dài ra ôm sát vào chân và chỉ nhìn đến cái màu da chân thôi, không có màu tất luôn. Đi như không đi nhưng mà vẫn giữ ấm được cho cơ thể ạ. Các bạn đã share chưa? Chúng mình share chưa để Hương tặng đồ nào. Mỗi người sẽ được một đôi quần tất như thế này, tùy màu các bạn chọn nhá. Đây ạ, có 3 màu đây ạ. Màu hơi tối một xíu này, màu da trắng trắng này dành cho các bạn thích kiểu trắng trắng này, và màu đen đây ạ. Đây ạ, màu đen đây ạ. Giá bán của nó thì có trên dưới 100.000 thôi, nhưng mà giá sỉ thì sẽ rẻ hơn rất nhiều, các bạn bán thì sẽ rẻ hơn rất nhiều. Và bên công ty cũng đang tuyển đại lý và cộng tác viên đấy ạ. Chưa cần thiết phải mua đâu, hôm nay sẽ được tặng quà thôi, share thật nhiều vào hội nhóm sẽ được tặng quà. Là em tặng nha, chứ không bán hàng nha, em tặng nha mọi người nha. Bao nhiêu tiền một đôi Kim Anh em ơi? Trên dưới 100.000 một đôi thôi, em mua lẻ.
Nhưng mà ngày hôm nay em share thật nhiều hội nhóm em được tặng, em không cần phải bỏ tiền ra mua. Chị ơi tặng em đi, chị rất là muốn tặng mọi người. Mọi người phiền mọi người là hãy share thật nhiều vào hội nhóm nhá. Tại vì bên công ty bây giờ họ cũng đang muốn là nhân rộng cái sản phẩm này ra. Thế thì sẽ có bên tổ tư vấn họ sẽ xem ai share được càng nhiều vào hội nhóm thì sẽ tặng nhá. Không phải một đôi đâu. Vớ vẩn phấn khởi lên là tặng luôn hai đôi đấy. Mai Lan Lê, ok em. Nguyễn Trà My, Trang Đặng, em share chưa? Em share chưa? Em mua 10 đôi tặng người yêu ạ, Đỗ Ca, tuyệt vời em ơi. Mà chị nghĩ là nên mua cả ba màu này mình đều dùng được luôn này. Mặc đồ, mặc đầm hay mặc quần áo thì nó sẽ có những cái màu rất là phù hợp với nhau. Bây giờ khoan hãy nói đến giá cả đã, Hương muốn nói đến chất lượng của nó. Như Hương đã chia sẻ rồi, 100% nguyên liệu sợi là của Nhật Bản, sản xuất tại nhà máy của Việt Nam. Và chủ nhà máy là đại diện chủ bên nhà máy đó chính là chị Hà Tú Anh mà Hương đã ghi ở đây. Ai muốn làm đại lý hay cộng tác viên thì vào website là moreplus.vn để đăng ký. Còn chị Liên Laroma đấy, nghe cái tên Facebook của chị đã biết được rồi, chị ấy là giám đốc của công ty Laroma, là công ty phân phối độc quyền những sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm quần tất mà Hương đang cầm ở đây ạ. Bây giờ mình khoan hãy nói đến đến giá nhá. Hương sẽ nói qua về cái chất liệu cũng như là cái chất lượng của cái quần tất này để mọi người xem. Hương biết được rằng là bây giờ ấy, mùa đông thì mọi người phải mua quần rất là nhiều. Tuy nhiên thì có những cái đôi tất mà kể cả đặt hàng ở bên nước ngoài cũng chưa chắc là đã có chất lượng tốt đâu ạ. Đây mọi người nhìn này. Để đầu tiên thì màu nó rất là đen, nó đen tuyền như này. Nhưng mà khi mà căng ra ấy, màu nó tự nhiên, nó không bị đen kịt đâu ạ, đen chuỗi đâu ạ. Nó rất là phù hợp đây ạ. Nè, móng tay này. Cào thẳng vào móng tay vào trong luôn, không vấn đề gì luôn này, thoải mái luôn này. Auto là bền bỉ luôn này. Chặt hết sức có thể này, kéo căng nhá, kéo căng luôn này. Kéo căng luôn nha. Đây, đi như đi vào đây. Nào. Ok. Này. Này, kéo luôn này, kéo này, kéo này, kéo này. Dã man chưa? Tự tin chưa? Trời ơi, tại sao người Nhật người ta dùng được, tại sao mình không dùng được? Không cần phải đi đâu xa cả nhà ơi, giá thành quá đắt luôn, mấy trăm nghìn một đôi. Sale sale các thứ thì cũng phải 150-200 một đôi, cái này có trên dưới 100 thôi. Mà hàng Việt Nam chất lượng cao, trời ơi, mua nhiều mua xỉ còn được giảm giá nữa. Đây em nhìn này. Chị đi thì chị muốn bán hàng luôn đấy, chứ không phải chị muốn mua đâu. Nhìn thấy chưa, này kéo căng ra này. Này, màu đen mà tự nhiên như này, trời ơi, có phải là màu đen tuyền đâu, rất tự nhiên này. Kéo căng thoải mái luôn. Màu da nhá, chuyển sang màu da nhá. Màu da này, dồi ôi này. Nhìn đi. Nó có khác gì tay bên này không? Đây. Đi tất mà không như đi tất ạ. Đây mọi người nhìn đi ạ. Em thử lên tay em đây ạ. Đây tất đây, có tất đây không đây, nhìn thấy chưa ạ? Có khác gì là tay mình không ạ? Con chia sẻ hơn 200 nhóm xong bị chặn luôn. Chia sẻ nhiều quá hả con? Cô nghĩ là con sẽ được tặng quà con ạ. Cảm ơn con. Đây nha, mọi người nhìn đi. Em thử trên tay nè. Hôm nay không cần phải mua nhá. Hôm nay chỉ cần mọi người share thật nhiều lên hội nhóm thôi. Không cần phải mua, mọi người nhìn đi ạ. Có tuyển đại lý và cộng tác cho kể cả các bạn sinh viên luôn nhá. Các bạn sinh viên luôn. Đây ạ. Có nên đầu tư không ạ? Có nên mua không ạ? Giá có hơn 100.000, trên dưới 100.000 thôi. Mà chất lượng thì bằng những cái đôi giá 200-300.000 của Nhật. Mua một đôi này mình đi best thì là nhè ra hết mùa đông cũng không bị rách ạ. Chẳng qua là có muốn rách để thay đổi thì mình tự chọc cho nó rách thôi. Nhưng mà chọc cũng chưa chắc đã rách đâu. Tại vì trong cái clip ý, các chị có cho một cái quả sầu riêng nó rất là nhiều gai, rất là sắc như thế mà nó còn không có vấn đề gì. Đây nha, nhìn rõ tay em chưa? Hương thì Hương thích những cái màu tự nhiên, đi tắt mà như là không như đi tắt ấy, nó vừa thoáng vừa thoải mái vừa ôm sát. Thế đây ạ. Chị cảm ơn em nhá, chị không có thời gian bởi vì là bây giờ vẫn đang phải làm phim rồi. Nếu mà có thời gian thì chắc chắn chị cũng sẽ kinh doanh đấy. Một cái sản phẩm tốt như thế này chị nghĩ là kinh doanh kiểu gì cũng có lãi em ạ. Không cần phải có quá nhiều đâu ạ. Chất lượng vẫn là hơn số lượng đúng không? Đây, chất lượng đây, nhìn thấy chưa ạ? Đây nha, đây nha.
Mình share chưa? Mọi người share chưa ạ? Ô ngồi Trung Nhung chặn Nhung Trịnh share nhiều quá bị chặn luôn. Thương quá, không sao nha. 100-200 đôi tất đang chờ luôn, không sao nha, yên tâm nha. Nè. Oanh Chami. Chờ một lát nữa rồi lại xe tiếp em nha. Thương quá. Ơi chị đây em. Chị vẫn đang ở đây mà. Chị thông báo luôn nhá, chị không bán hàng nhá. Và cái việc là đòi quà để tặng quà cho mọi người cũng đấy là cũng là cái tình cảm của chị dành cho mọi người thôi mọi người nhá. Chị không có gọi là lộc lá gì ở trong cái chuyện là gọi là bán hàng nhá em nhá, chị không bán hàng. Thật sự là thế này, những cái livestream của chị thấy mọi người vào rất là đông và mọi người rất là yêu thương quý mến chị. Thế thì chị cũng phải có những cái tình cảm chị dành cho mọi người, và mỗi một lần mà chị sử dụng cái sản phẩm nào tốt, và đặc biệt là chị luôn luôn đòi hỏi khách hàng là có quà để tặng mọi người không. Và ngày hôm nay thì bạt ngàn, rất là nhiều những cái đôi quần tất giá trị và chất lượng như thế này chị muốn tặng mọi người. Không phải là một vài 2-30 đôi đâu, 100-200 đôi cũng được. Mọi người share thoải mái đi, ngày hôm nay em tặng quà mọi người là những cái đôi tất như thế này luôn. Không cần phải điều kiện gì hết mọi người nhé, chỉ cần share lên hội nhóm thôi. Bởi vì một cái sản phẩm tốt như thế này, hàng Việt Nam chất lượng cao này, không có lý do gì mình không chia sẻ thì các bạn, đúng không ạ? Mình không phải mất quá nhiều thời gian để đặt hàng những cái đôi tất ở bên nước ngoài nữa, mà chất lượng sản phẩm của nó tốt như thế này, giá thành rất là rẻ thôi. Người Việt Nam bán hàng của ở Việt Nam và giá cả thì cũng phải Việt Nam, tại vì bây giờ là các mẹ, các bà, các cô, các anh thì cũng tiết kiệm lắm, mua những cái đồ nó đắt quá là cũng không có đủ điều kiện để mua. Thế thì bây giờ đồ tốt như thế này, giá rẻ như thế này thì có nên mua không ạ? Ok, chịu khó xe thật là nhiều vào nha. Hôm nay sẽ rất là nhiều những đôi tất quần tặng cho mọi người. Mùa đông đến rồi, sáng ngày hôm nay đi làm là phải đi quần tất rồi, không có lạnh rồi. Có ai nhìn thấy Hương đang đi quần tất không ạ? Đây, nó tự nhiên như thế này. Nhìn như không ấy, đây ạ. Đây. Đi thoải mái luôn mà không có vấn đề gì. Màu nó tự nhiên lắm. Anh ơi, cho anh một đôi tặng vợ được không? Được anh ạ, anh share giúp em lên hội nhóm anh nhá. Tặng em đôi màu da em mặc. Em đi tiến ok, chị tặng luôn cho em. Uyên Phương. Ồ, thế à, chị không rõ cưng. Shopper Nguyễn. Mọi người không có, không có phải điều kiện gì nhá. Hôm nay Hương không có bán hàng, và bên công ty họ cũng chưa có ý định muốn bán hàng đâu. Chỉ có muốn là giới thiệu cho mọi người biết về La Roma, là một cái công ty mà phân phối độc quyền sản phẩm quần tất La Roma thôi. Đây ạ, quần này là bây giờ công ty đang xuất sang Nhật và người Nhật họ đang dùng rồi. Còn người Việt Nam mình thì chưa, thì tại làm sao? Thế thì bây giờ ngày hôm nay sẽ giới thiệu để người Việt Nam mình cùng biết để cùng dùng ạ. Đây, chất lượng sản phẩm 100% nguyên liệu là sợi của Nhật nha. Đây ạ. Cảm ơn em nhá, xem phim thương quá à. Cảm ơn em, chị vẫn khỏe nhá, vẫn bình thường, không vấn đề gì nhá. Cứ share là được tặng à chị. No econo emotion. Emotion. Em ơi, ok em. Share là được tặng. Không cần phải hỏi về giá, giá chỉ có trên dưới 100.000 thôi. Một đôi như thế này đi cả mùa đông không rách. Mùa đông không rách. Nhìn thấy không chị ơi, Hải Hoàng, chị thấy em rồi. Tặng em màu da nha chị Thu Thảo. Ok em, share vào hội nhóm chị tặng quần tất nhá. À không phải chị tặng mà bên khách hàng họ tặng. Chị không có bán thì chị không có quần tất để tặng mọi người đâu, nhưng mà chị đòi hỏi để được tặng nha. Xem màu cắt cháy đi chị. Hiện tại bây giờ là có mấy màu thôi em, có màu đen này, có màu da này, và đợt tới thì có thể là sẽ có nhiều màu khác nữa. Đó, nhưng quan trọng nhất là vẫn là cái nguyên liệu này, nguyên liệu 100% sợi là của Nhật nhá. Nguyên liệu của Nhật nhá. Dây chuyền là của Nhật nhá. Và chỉ có sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam thôi. Và đây là hàng của Việt Nam chất lượng cao, phân phối độc quyền là công ty La Roma nhé. Phúc Bon, ok em. Nam già. Chị điên trên phim thôi cưng. Ở ngoài mà cũng điên thế thì chết. Mà vẫn chị hiền nhỉ.
Thì chị có ghê bao giờ đâu. Ok, ok, đã xe chưa? Đã xe chưa? Có ai muốn tặng quần tất nữa không nè? Trời ơi, tôi không thể bao giờ tưởng tượng nổi là có một cái đôi tất nó lại như thế này. Mà mọi người có biết không, Hương đã mất quá nhiều thời gian và công sức để đi tìm những cái đôi tất như thế này rồi. Đi một vài đôi, xước một phát lại rách. Đây, không bao giờ xước luôn này, thoải mái luôn này. Này, 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 móng tay nhá, này. Trời ơi, dã man tàn bạo luôn. Rằng các kiểu luôn. Đinh Thị Xuân, chị thấy thôi cưng. Nhung Trịnh cảm ơn em. Màu đen đây em, màu đen này. Đen nhưng không đen nhá, này. Đen này. Cảm ơn em nha, cảm ơn em nha. La Roma em ơi, La Roma, La Roma. Cảm ơn em nha. Đã xe Hiền Barbie, Hiền Sabi. Chào em, Trâm Nguyễn, bao nhiêu một đôi? Ờ, chỉ có trên dưới 100 nghìn một đôi thôi. Nhưng mà không cần phải để ý đến giá đâu em ơi. Ngày hôm nay chưa cần em phải mua đâu. Em thích quá thì em có thể mua thêm tặng quà cũng được. Ngày hôm nay sẽ là quà tặng một cơn mưa, quà tặng quần tất để phục vụ cho mọi người đến mùa đông rồi ạ. Đây nha, chỉ cần một người share thật là nhiều vào hội nhóm là được. Dung Nguyễn. Bao nhiêu một đôi chị? Lanh Hoàng, em ơi trên dưới 100 nghìn thôi cưng. La Roma, đúng rồi, đúng rồi. Hoàng Nguyễn Hoàng Anh, cảm ơn em. Tặng vài đôi thì thẳng mặc váy à Nguyễn Lớp? Chị để lại cho Nguyễn Lớp một đôi nhá, để Nguyễn Lớp đóng vai ấy nhá, đóng em đóng con gái nhá. Lớp này nhìn này, Lớp ơi, tất thích dã man luôn, nhìn nè. Này, thoải mái luôn này. Kéo này, chọc rách luôn. Bây giờ có quả sầu riêng đây, chắc cho vào đây cũng ok. Mọi người lên cái trang web của La Roma, mọi người xem có một cái clip rất là vui ấy. Là nhân viên của La Roma ấy, có cho cái quả sầu riêng vào trong cái tất này mà co rắn, kéo xong rồi bung bung các thứ mà không vấn đề gì. Được chưa? Dã man chưa? Tàn bạo chưa? Chất liệu như nào? Chất liệu sợi 100% của Nhật luôn. Thế mà giá thành có hơn 100 nghìn, trên dưới 100 nghìn thôi. Mua giá sỉ chắc là chưa đến 100 nghìn mọi người ạ. Hồng Nhung bán đi chị ơi, chị không bán cưng ơi. Chị không có thời gian bán hàng. Đây là chị chia sẻ thôi, cái nào tốt thì chia sẻ. Và tất cả những cái sản phẩm mà chị Hương chia sẻ trên livestream thì đều là những sản phẩm tốt, cực kỳ tốt. Vì tính chị Hương khó tính lắm, chứ không phải cái nào chị Hương cũng dùng được đâu. Đây, quần tất đây. Nguyễn Minh Anh cảm ơn em. Trần Trần yêu chị, yêu em. La Roma, La Roma. Chia sẻ lên hội nhóm chưa ạ? Không cần thả tim cho em, chỉ cần chia sẻ hội nhóm thôi. Linh Phương Hoàng cảm ơn em. Tặng đi chị ơi, em share hội nhóm sẽ được tặng luôn em ơi. Thưởng nóng em ơi, không cần phải nói nhiều. Và cái này là chắc chắn 100%, 100 hơn 100 đôi luôn. Sẽ ra đi trong ngày hôm nay chỉ để tặng quà cho mọi người thôi ạ. Không có điều kiện gì hết, chỉ cần share hội nhóm thôi. Mục đích là sao? Không có quảng cáo, không PR, không bán hàng ở đây, chỉ là để mọi người có thể biết đến một cái công ty thật là tốt, đó là La Roma, là công ty phân phối độc quyền về cái quần tất này thôi tại Việt Nam ạ. Còn cái quần này ở bên Nhật thì họ đã đang dùng rất nhiều rồi. Mình là xuất xịn sang Nhật luôn nhé mọi người nhé. Người lớp mua lắm thế. Ok, đúng rồi em ơi. Chuẩn men rồi, chuẩn men rồi. Hôm nay không bán hàng nhá. Hôm nay không phải là ngày bán hàng. Không bán hàng, Hương không bán hàng. Bên công ty cũng không cần có nhu cầu bán hàng ngày hôm nay. Và thật ra chị nói thật là bên công ty họ toàn xuất thôi, toàn xuất Nhật thôi. Và những cái nước trong khu vực Đông Nam Á thì xuất hết đi thôi. Nhưng mà tại sao mà một cái sản phẩm tốt như thế này mà lại không thể nào mà kinh doanh và bán tại Việt Nam? Thế thì mình phải dùng trước, mình thử nghiệm trước, mình sướng trước đã thì nước bạn sướng sau chứ. Tại sao mà người ta sướng mà mình không có cái để mình sướng? Thế nên là hôm nay thì sẽ chia sẻ mọi người để biết đến La Roma nhiều hơn. Đây nhá, ngoài quần tất ra thì bên La Roma họ còn nổi tiếng hơn rất nhiều những cái sản phẩm khác như áo chống nắng, áo giữ nhiệt nữa cơ. Đây, tên tên tí xíu này thôi, kéo căng luôn.
Em ở Nhật có được tặng không chị? Ánh Hồng, em bên Nhật chắc là em biết ở bên La Roma họ đã xuất rất nhiều những cái quần như thế này rồi. Mà giá bên Nhật thì toàn 200 hơn 200 một đôi thôi. Nhưng mà về Việt Nam thì không thể bán cái giá đó được, tại vì nhiều người là họ cũng kinh tế không còn có khó khăn ý. Thế nhưng mà đầu tư khoảng độ tầm trên dưới 100 mà một đôi như thế này đi best thì lè nhè. Cứ mua khoảng độ tầm 3-4 đôi các màu thay đổi cả một cái mùa đông như thế thì có cần phải giữ ấm không ạ? Mỏng manh như thế này thôi mà giữ nhiệt tốt dã man luôn. Tại vì cái sợi của nó 100% nguyên liệu của Nhật mà. Đó, nhìn này, này cào rách luôn, không rách nổi, muốn rách mà không rách được. Cảm ơn em nhá, cảm ơn em nhá. Chị về hôm qua, chị mới về hôm qua. Hôm qua về hơi mềm một chút, nhưng hôm nay được nói chuyện mọi người thì vui rồi. À đây, nói chung là về chất lượng của sản phẩm thì mọi người yên tâm rồi đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ nói rất là rõ về thương hiệu La Roma để cho người biết ạ. La Roma thì đã rất nổi tiếng tại thị trường của Việt Nam rồi. Và trên mỗi một cái hộp quần tất như thế này, đây mọi người nhìn đây cái hộp của nó như này nha. Hộp quần tất đây, có cái hình cái quả sầu riêng đây. Mọi người xem trong cái like ở trong cái pet ấy thì có những cái clip mà cho sầu riêng vào trong quần tất mà vẫn tự tin để nói rằng là quần tất nó rất là chuẩn, không bị rách ạ. Thì trên mỗi cái hộp này nhá, có những cái tem chống hàng giả đây ạ, tem chống hàng giả, nhìn rõ chưa ạ? Quần tất nhá, một quần tất và tem chống hàng giả. Những cái sản phẩm quần tất mà các bạn mua ở trên thị trường thì lấy đâu ra? Đây tem đây, tem chống hàng giả. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư La Roma đây ạ, có ghi rất rõ ràng đây ạ. Có ghi rất rõ ràng đây ạ. Mã vạch đây ạ. Tem chống hàng giả mã vạch trên mỗi một cái hộp quần tất này, bất cứ cái hộp nào cũng đều có hết ạ. Đây tem đây, tem đây ạ. Đây là hàng công ty nhá mọi người nhá. Chất lượng sản phẩm yên tâm nhá, chứ không phải là hàng trôi nổi trên thị trường đâu ạ. Và sản phẩm này thì đã xuất Nhật rồi. Đợt tới này thì sẽ bung ra tại thị trường Việt Nam. Và Hương đảm bảo rằng là chắc chắn thì nó sẽ làm cái sản phẩm gọi là số 1 tại Việt Nam về quần tất luôn. Không có cái thứ hai đâu ạ. Chất lượng thì nãy giờ em đã thử rồi đúng không ạ? Một quần này bao nhiêu vậy chị Linh Trang Hoàng? Em ơi, có trên dưới 100.000 thôi. Nhưng mà hôm nay thì em không cần phải mua đâu em. Còn sau đó thì em muốn mua tặng bạn bè người thân cũng được. Còn hôm nay em chỉ cần share nhiều hội nhóm em được tặng cái quần này rồi. Đây, kéo đây. Này nhìn nhá, ngang, em kéo ngang mọi người xem này. Cào. Cào, 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 cào. Bình thường quần khác là rách rồi đấy. Đây ạ. Đào Linh Chi cô thấy con. Ai có inbox cho mình. Hoa Bằng Lăng chị thấy em. Mai Bùi chào cưng. À, có tuyển cộng tác viên và có tuyển đại lý luôn. Thì các bạn gặp chị Hà Tú Anh hoặc là chị Liên La Roma, hoặc là mình vào thẳng cái website là moreplus.vn là để đăng ký làm cộng tác viên cho sản phẩm này nhá. Ở trên cái phần trên ấy nó ôm sát cực kỳ luôn, nhưng mà nó không bị kiểu chặt quá đâu, khó thở đâu. Rồi ôi, có mấy cái quần nó ôm đến mức bít bách cả người luôn. Đây, cái đai họ làm riêng này, đai rất là chặt này, đai để giữ này, nhưng mà từ cái đai trở xuống nó rất là mỏng manh. Cái quần này nó không bị tụt đúng đâu mọi người, ôm sát lắm. Chị em phụ nữ mặc thì chắc là cảm nhận được, biết được đúng không? Các anh cũng dùng được luôn các anh nhá. Mùa đông đến rồi, lạnh rồi, các anh cũng phải mặc quần tất để cho giữ ấm cho cơ thể mình ạ. Đây ạ. Hôm trước gặp chị ở cổng Văn Miếu, xinh quá. Cảm ơn em. Tùng Lâm chào cưng. Gọi tên em trong mưa đây, Tùng Lâm ơi. Rượu rượu Lê, chào em, chị thấy em rồi. Chị không bán em ơi, chị không bán, chị không có thời gian bán hàng. Chị chỉ chia sẻ để mọi người cảm nhận được nó tốt thôi. Và ngày hôm nay cũng không cần mọi người phải bán hàng, mua hàng gì đâu. Hôm nay chỉ được là tặng thôi. Share thật nhiều lên hội nhóm để mọi người biết đến quần tất La Roma là sẽ được tặng quần tất La Roma. Không cần mua bán gì, trao đổi gì ở đây cả. Chị Hương không có bán hàng nhá.
Và chị Liên Laroma cũng như là chị Hà Tú Anh thì không phải là khách hàng của Hương mà là những người chị Hương chơi rất là thân. Thì ngày hôm nay là Hương cũng tình nguyện review để giúp cho các chị, để cho mọi người biết đến Laroma nhiều hơn thôi. Không quảng cáo gì ở đây đâu nha. Đây, không cần phải nói nhiều, em đã thử từ nãy giờ, mọi người chắc là rõ ràng về cái chất lượng rồi. Trời ơi, có hơn 100.000, trên dưới 100.000, không đến 100.000. Nếu mà mua sỉ, mua nhiều thì còn rẻ hơn là 100.000 luôn. Đây, không nói nhiều nha. Nhìn thấy chưa ạ? Đây. Lê Thảo, chào em. Nguyễn Ngọc Tủ Nhựa, chào chị, chào em. Biên Thùy, cảm ơn em. Cảm ơn em nhé. Xinh à, xinh không? Hoa Bằng Lăng. Rồi, chị thấy rồi cưng. Hoàng Hạnh, cảm ơn em. Chị Lan, xinh như cây lúa. Xinh như cây lúa là thế nào? Em xinh là xinh như cây lúa. À, vẫn nhớ à? Vân Bình, cảm ơn em. Nhắc lại nhá, không bán hàng, không PR, không quảng cáo. Tốt thì nói là tốt, còn không tốt thì nói là không tốt. Nhưng đây là một cái chất quần tất mà Hương nói thật là Việt Nam là Verdes số 1. Đã có nó rồi, không có người thứ hai đâu. Đây nhìn đi ạ. Tại sao cứ phải đặt hàng ở đâu xa xôi, ở Nga, ở Đức, ở Pháp, ở Mỹ? Quần Hàn rồi quần Nhật rồi qua vài người thì về đến Việt Nam thì có còn được là cái tất xịn của nó hay không? Đây là hàng Việt Nam chất lượng cao, không cần phải đi đâu xa xôi cả. Em đã thử chất lượng từ nãy giờ cho mọi người xem rồi. Chị em chúng mình chuẩn bị phải mua quần tất rồi. Mùa đông đến rồi. Đây cho thử luôn này. Tay này. Tay đi tất này, kéo mạnh ra này. Tay không này, nó có khác nhau không? Có cái quần nào tự nhiên màu nó đẹp như thế này không? Tại vì cái sợi của nó tốt đấy mọi người ạ. À. Cái sợi nó trong ấy. Kiểu sợi thông minh ấy. Sợi 100% là Nhật nhá. Đây, có biết là cái nào có tất cái nào không không? Không đúng không? Rõ ràng đi tất mà như là không đi tất. Đấy mới là cái điều quan trọng. Còn đi tất mà giày cùng cộp ra, xong rồi đến lúc mà rách thì nó vẫn rách được, thì đấy không phải là tất xịn rồi. Đấy là tất của Trung Quốc rồi. Em không bán hàng nhá, em không PR gì ở đây nhá. Hôm nay chỉ có là tặng quà mọi người thôi nhá. Share thật nhiều vào hội nhóm nhá, để được tặng quà nhá. Đó, Việt Anh đấy à. Chào cưng. Bao nhiêu bạn ơi, giá bán lẻ chắc trên dưới 100.000 thôi em. Nhưng mà mình mua nhiều nhiều thì chắc là mình được giảm giá. Đây là hàng công ty rồi, thì có rất nhiều đại lý họ phân phối, thì mỗi nơi thì họ sẽ có một cái giá khác nhau, nhưng mà chênh nhau không nhiều đâu. Bán em hai đôi đi. Không không, chị không bán hàng. Em gặp chị Liên Laroma và chị Hà Tú Anh nhá, chị không bán hàng. Tuyển đại lý cộng tác viên cũng gặp hai chị luôn nha. Ok, đã share hội nhóm chưa ạ? Mọi người đã share chưa ạ? Vũ Huế chị thấy mà, Thu Huyền Đặng. Nhiều bạn hỏi giá quá. Giá trên dưới 100 thôi. Giá rẻ bất ngờ. Giá là giá kiểu giá Việt Nam, giá người nhà đấy, chứ không bán giá nước ngoài. Nhưng mà chất lượng thì chất lượng của nước ngoài. Chất lượng Nhật. 100% sợi là của Nhật. Hoàng Phượng, Hoàng Phượng chào em. Thiên An chào em. Thị Thỏ, ngồi ngắm nắng chị xinh quá. Thay vì khen chị xinh nãy giờ thì đã share chưa? Share hội nhóm để được nhận tất quần chưa? Ngân Trang, share chưa? Có muốn nhận quần tất không? Chị mặc thử đi chị, không cần chị mặc thử vì chị đang mặc rồi nha. Cho xem nè. Nhìn thấy không? À, nhìn như không luôn. Nè, chọc thoải mái luôn nhá. Nè, nhìn thấy chưa? Nhìn chị kéo ra chưa? Chị kéo giãn ra chưa? Chị thì chị dùng nó lâu rồi. Chị dùng từ cái ngày mà các chị ấy xuất sang bên Nhật cơ. Bởi vì chị là chị của chị mà. Thế nên là cái quần của La Roma này chị đã biết từ rất lâu rồi.
Tuy nhiên thì chị thấy thắc mắc là tại làm sao mà bên Nhật ý, các chị xuất sang bên Nhật mà tại sao Việt Nam thì lại không bán. Thế nên ngày hôm nay là mới có cái buổi livestream ngày hôm nay để gọi là giới thiệu về cái sản phẩm quần tất La Roma để mọi người biết, không phải gọi là đặt hàng ở đâu xa xa nữa mà chỉ cần tại Việt Nam thôi là đã có quần tất mà đạt tiêu chuẩn của gọi là Nhật xịn, Hàn xịn rồi. Nhật nhá, Hàn không lại được với Nhật đâu, Nhật nhá. Đã share chưa? Kết thúc livestream vẫn share được mọi người nhá. Sau đó sẽ tổng hợp rồi tặng quà cho mọi người. Hôm nay được tặng quà miễn phí thôi, không phải bán hàng gì đâu ạ. Vâng. La Roma, công ty La Roma là công ty phân phối độc quyền sản phẩm này tại Việt Nam. Nhà máy thì là nhà máy tại Việt Nam, công nghệ dây chuyền của Nhật Bản, nguyên liệu sợi cũng của Nhật Bản. Đồ chị to thế. Thì chị to cao thế này mà đùi chị bé thì sao nó cân đối với người. Chị cao mà, chị cao 1m70 mà chị nặng 50 mấy cân, gần 60 cân mà cưng. Chị đã bao giờ chị thích chị gầy đâu, chưa bao giờ thích gầy cả. Lúc nào chị muốn là chị gọi là đầy đủ sức khỏe để làm việc thôi, còn không cần phải gầy. Gầy mà nó không phù hợp cân đối với chiều cao thì cũng chả để làm gì em ạ. Em muốn mua tất La Roma màu da bao nhiêu tiền chị? Trên dưới 100.000 mua lẻ. Em mua nhiều thì sẽ được giảm giá em ạ. Hôm nay em share nhiều hội nhóm được tặng thôi, không phải mua đâu em. Nè. Đó, thấy rất nhiều người đang xem rồi. Mọi người chịu khó share đi để dùng thử quần tất La Roma nhá. Nhất nhiều, mình share rất nhiều nhỉ Hoa Nguyễn. Chắc chắn sẽ được tặng quần tất thôi nếu mà share rất nhiều rồi. Tặng em đi à, em chia sẻ nhiều rồi. Thu Huyền Đặng. Ok em, chị nếu mà có quá nhiều người share mà cái lượng share nó ngang ngang nhau thì chị sẽ xin công ty để tặng thêm mọi người. Không phải là cứ 100 đâu, thậm chí 200 đô cũng được để tặng cho mọi người nhá, để mọi người yên tâm, không có sợ là mình không có hàng, mình không có quà đâu. Ok, cảm ơn em. Bây giờ chị xin kết thúc cái livestream này đây nhá, tại vì cũng đến giờ chị phải đi làm rồi. Và sau cái livestream này thì mọi người vẫn cứ share để được tặng quà. Và chị sẽ cố gắng là xin công ty thêm thật là nhiều quần tất nữa để tặng mọi người nhá. Mọi người lưu ý này, đây nhá, phân phối độc quyền tại La Roma, La Roma nha. Từ giờ trở đi thì hãy nhớ là có quần tất La Roma tại Việt Nam mà không cần phải đặt hàng ở đâu cả, xa xôi cả. Mọi người nhá, Hương không bán hàng và Hương chỉ chia sẻ thôi. Hương không có hàng để bán, Hương sẽ xin công ty tặng mọi người ngày hôm nay nếu mà share thật là nhiều vào hội nhóm. Ok, bây giờ em phải đi làm rồi. Nếu mà ai muốn tuyển đại lý hay cộng tác viên thì vô website nha. Website Hương đã ghim ở đây rồi. Có chị Hà Tú Anh và chị Liên La Roma sẽ chăm sóc mọi người nhá. Và các bạn tư vấn viên cũng sẽ chăm sóc mọi người nhá. Yên tâm nhá, đặt bao nhiêu đôi cũng có ạ. Hàng xuất Nhật xịn luôn. Đây ạ, sản phẩm Việt Nam nhưng mà tiêu chuẩn là quốc tế ạ. Giá cả thì quá là Việt Nam, thậm chí là vùng quê Việt Nam luôn. Giá có chỉ có trên dưới 100 thôi, mua xỉ còn rẻ hơn nữa ạ. Ok nha, chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả. Xin phép mọi người em đi làm đây ạ. Bye bye na. Cho chị xin cốc nước được không Ly? Đây rồi, ok. Có sẵn. Thank you em. Hello, chào ông Hoàng Nam, Ngân Trang, Thảo Tôm. Cả nhà mình ăn cơm chưa ạ? 12 rưỡi rồi. Trời ơi, có bạn Tony Việt này. Bạn CM câu cũng không liên quan lắm. Ôi chào em đi, ông Hoàng Nam, sang đây chơi với chị không? Chị Liên với cả chị Hà Tú Anh đang ở đây này. Hương ơi, sao nó không lên La Roma của chị, cứ mặc cắn thẻ. Của chị á, cái của chị á? Ừ. Có chứ. Đấy, chị đang mở thay cái của chị. Có chị ạ. Lát nữa em sẽ xem lại nó có đấy. Ok. Ở cùng với đăng check in cùng ấy. Dạ. Thảo đấy à, cưng ăn cơm chưa? Hello hello. Cho nhau khoảng 5 phút đầu tiên để chào nhau cái đấy nhá. Hôm nay thoải mái hơn rồi, thư thái hơn rồi. Sau một cái chuyến công tác dài ngày, thời gian đi quay từ sáng đến tối cũng rất là mệt mỏi vất vả. Sang bên kia là hơi ốm nhẹ nhẹ một chút xíu. Chị ơi cho nhỏ tí cho em. Chào Đức Thịnh, chào cưng. Cả nhà ăn cơm chưa?
Cả nhà ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy ạ? Hôm nay thời tiết đẹp quá đúng không ạ? Em đi show rồi ở Nam. Sao chị đi show với Linh Cute? Ừ, chị Quỳnh bị hack Facebook rồi em. Con chào bố Bình. Con chào bố Bình ạ. Bố ăn cơm chưa? Lan Tây, em ơi, chị phát vào thứ 2, thứ 3 tối thôi em. Thứ 4 không có phim em nhé. Chị ơi, cho em số điện thoại con mi sói em tát cho vêu mồm. Cảm ơn em nhé. Long Nguyễn, thank you anh. Chào cả nhà. Một buổi trưa thời tiết rất là đẹp. À, buổi sáng dậy thì không khí nó rất là thanh mát trong lành, nhưng mà hơi se se lạnh một chút rồi. Hà Nội đã có không khí lạnh rồi. Sáng nay là phải mặc áo nó hơi ấm ấm một xíu. Vào trong nhà thì mặc như này thôi, ra đường là hơi lạnh đấy ạ. À, có ai muốn em tặng cho quần tất vào mùa đông không ạ? Có ai muốn tặng quần tất không ạ? Bây giờ em nghĩ là mọi người cũng đến lúc là phải đi sắm quần tất cho mình rồi. Thay vì đi sắm quần tất thì ngày hôm nay em sẽ tặng cho mọi người luôn. Tặng cho mọi người để mọi người trải nghiệm luôn. Hàng xịn nhá, vơ đét nhất Việt Nam trên thị trường Việt Nam bây giờ nhá. Xuất Nhật xịn đó, nhưng mà sản xuất ở Việt Nam luôn, nhà máy ở Việt Nam luôn. Có công ty phân phối độc quyền La Roma ở Việt Nam luôn nhá. Em vừa có ghi ở trên status ngày hôm nay rồi đấy ạ. Hôm nay mọi người vừa xem nói chuyện và được tặng tất luôn. Nhưng cũng phải có một chút gọi là điều kiện nho nhỏ. Có đọc từ khóa là La Roma là tên của công ty này. Và share thật là nhiều vào hội nhóm để ngày hôm nay em được tặng mọi người những đôi tất em đang cầm ở đây. Đó, tất quần nha. Chất lượng miễn bàn nha. Số 1 Việt Nam luôn nha mọi người nha. Đây nè. Nói là số 1 Việt Nam nhưng đây là quần tất xuất xịn của Nhật nha mọi người nha. Người Nhật người ta đang dùng đây nhá mọi người nhá. Và ngày hôm nay thì sẽ có mặt tại Việt Nam. La Roma, mọi người đã nghe thấy tên công ty này chưa ạ? Một công ty rất là nổi tiếng về áo này, giữ nhiệt này, rất là nhiều cái khác nữa. Và quần tất cũng là một trong những cái sản phẩm rất là tốt của công ty này đấy ạ. Hello hello, xe nhiều hội nhóm đi được tặng quần tất nào. Không phải là ít đâu nhá mọi người nhá, 50-100 đô luôn. Mà thậm chí là có thể nhiều hơn nữa thì Hương cũng sẽ xin công ty để tặng các bạn. Mỗi người một đôi luôn làm kỷ niệm ạ. Toàn những màu rất là tự nhiên thôi. Ví dụ đây em đang đi một đôi như thế này, mọi người xem. Phải đứng lâu lâu đây khoe mọi người này. Đó, đang đi một cái chiếc quần tất này, nhìn này. Màu như màu da luôn. Móng tay chọc vào thoải mái luôn nhá. Buổi sáng nay dậy là đã thủ sẵn một chiếc quần tất để mặc đi rồi. Hương chỉ dùng của hãng này thôi ạ. Có rất nhiều hãng quần tất bây giờ nhưng Hương chỉ dùng của hãng này thôi. Mở ra cho người xem luôn nhá. Đây. Đây nha các tình yêu nha. Hôm nay sẽ tặng các tình yêu những đôi tất quần như thế này nha. Màu rất là tự nhiên ạ. À. Đây ạ. À. Một đôi em đang đi đây rồi ạ. À. Mọi người share thật là nhiều vào hội nhóm đi để em tặng mọi người nhá. Bây giờ cho mọi người thời gian để share nhá. Lát nữa em sẽ nói về quần tất sau ạ. À. Đây nha. Cực kỳ tốt luôn. Này móng tay thoải mái luôn nha. Có cái chuyến công tác ở Nhật vừa rồi thì em mới biết rằng là hàng của Nhật ấy đúng là nó cũng không hổ danh là những cái hàng mà gọi là để mà mọi người tin dùng. Tại vì sao mà mình cứ hay thích dùng đồ Hàn, đồ Nhật, và đặc biệt là quần tất thì cứ hay mua của Nhật này, mua của Đức này. Thì đây nhá, cái quần tất mà em đang dùng đây này. Đây là hàng xuất xịn của Nhật luôn nhá mọi người nhá. Người Nhật họ đang dùng cái quần tất này. Và đây là hàng của Việt Nam chất lượng cao. Nhưng mà tất cả mọi cái chất liệu ấy là 100% sợi là của Nhật luôn. Nhật đang dùng thì không có lý do gì người Việt Nam mình thì không thể dùng được. Đó. Công ty phân phối độc quyền là La Roma nhá mọi người nhá. La Roma Việt Nam. Em đã check in cái page ở trên cái live stream này rồi. Đây ạ. Mọi người nhìn thấy không? Trong suốt trong vắt luôn. Nhìn qua cái đèn pha lê của nhà em đi ạ. Này kéo giãn thoải mái luôn này. Trời ơi, quần tất mà không biết chọn thì mua cả một lố 10, 12 chiếc. Thì rồi đến lúc mà nó cũng rách ra, mà cứ rách một cái là mình phải bỏ đi rồi. Cái này mọi người mặc hết mùa cũng không sao luôn nhá. Mọi người nhìn này, này móng tay Hương này. Nhìn thấy chưa? Này. Em nói thật là chưa thấy một cái loại quần tất nào mà nó tốt và dai như quần tất này đâu ạ. Hương sang Nhật nhá, mà Hương thấy người Nhật họ rất là thích dùng cái quần tất của La Roma. Mình biết rằng là mà người Nhật họ khó tính như thế nào thì mọi người biết rồi ạ. Đó, thế mà họ đặt hàng quần tất của mình để xuất sang nước của họ. Họ dùng được thì chả có lý do gì mình không dùng được.
Ok, Hà Tú Anh. Đây nhá, em ghi vào luôn đây để mọi người nhìn rõ này. Thật ra thế này nha, hôm nay không phải là quảng cáo gì đâu, không bán hàng gì đâu, mà chị Hà Tú Anh và chị Liên La Roma là hai chị gọi là chơi rất là thân với Hương.